Hai đứa mình đi ăn đi, em đói bụng lắm rồi. Anh còn hứa là chở em đi chơi nữa đó. Ây cha, công việc nhiều quá, làm sao mà đi ngay bây giờ? À, để anh tìm anh Lý, anh nhờ ảnh. Thôi, em thử lòng anh thôi, chứ anh đang làm việc mà đi đâu được. Sáng nay em có ghé dì Lan, dì có gửi lời thăm anh và mọi người. Chắc hôm nào anh phải đến chào dì vợ tương lai. Có ai đồng ý đâu mà gọi là dì vợ. Không đồng ý cũng kêu. Em chờ anh một chút, rủ Lý và Tân đi luôn nghe. Sao lúc trước anh không thích rủ ai đi chung, còn bây giờ lại rủ? Lúc trước khác, bây giờ khác. Hôm nay anh muốn chính thức giới thiệu người yêu với hai đồng nghiệp thân quen. Ủa, nói vậy là chưa ai biết tụi mình yêu nhau hả? Chỉ nghi ngờ thôi, không dám khẳng định. Nhất là thằng Lý, cứ hỏi xa hỏi gần hoài. Ồ, mà tại sao mọi người không biết ta? Em hơi thắc mắc. Bởi vì trước và sau khi chúng ta yêu nhau cũng không có gì khác, mình vẫn hay đi chung mà. Ừ ha, tụi mình hình như chưa bao giờ có cử chỉ lạ trước mặt mọi người. Thì bây giờ có nè. Nè, tôi không có thấy gì hết nha. Ủa anh Lý đi đâu vậy? Đi ra ngoài gõ cửa cho có lịch sự. Thôi, còn làm bộ nữa, vô còn gõ cửa gì. Mày mất lịch sự quá Lý ơi. Bởi vậy tôi nghi đâu là không có sai mà. Mà anh nghi ngờ gì? Thì nghi ngờ hai người đó lạ lắm, khó hiểu lắm. Thôi, khỏi suy nghĩ, nhức đầu. Lát nữa hai đứa tao mời đi ăn cơm trưa và tuyên bố luôn. Mày tuyên bố cái gì? Tao với Thảo chính thức yêu nhau. Còn bây giờ, mày ở đây kiểm tra giùm tao mấy cái hóa đơn đặt hàng. Tao và Thảo xuống phân xưởng kiểm tra tiến độ sản xuất, nghe chưa? Đây là nhà của bạn em. Anh về đây, tặng em. Bye bye. Ừ. Thank you.
Anh về rồi hả? Anh đi đâu mà về trễ quá vậy? Anh thấy em đang ngủ nên không dám lên tiếng. Anh ăn gì chưa? Chưa. Anh đang đói bụng đây. Anh đợi em một chút, em đi hâm thức ăn rồi hai mình cùng ăn. Em cũng chưa ăn gì cả. Linh à. Mấy món này do chính tay em nấu, anh ăn thử xem tài nghệ của em ra sao. Ừ. Ngon lắm, không thua gì nhà hàng. Anh lúc nào cũng chọc em hết. Em làm sao nấu ngon như nhà hàng được chứ? Anh nói thiệt mà, ngon lắm. Ăn đi em, để nguội hết. Hôm nay đi công việc có được thuận lợi không? Sao về trễ quá vậy? Không có gì em à. Anh có sao không? Sao tự nhiên ít nói hẳn vậy? Có gì đâu. Chỉ vì anh muốn tập trung để thưởng thức những món ăn do chính tay em nấu. À Linh à, mấy hôm nay hình như em có đi với ai phải không? Ủa sao anh biết? Có một người quen với anh, nhìn thấy em đi với một người khác. Đó chỉ là bạn bình thường thôi. Cũng may mấy hôm nay có ảnh, không thôi thì buồn chết đi được. Anh xin lỗi, bận việc quá nên không có quan tâm gì tới em. Cô đi nghỉ được rồi. Sao vậy? Dạ, tôi định chờ để dọn dẹp. Sáng mai dọn luôn. Cô ấy có con với ai mà không thấy chồng đến thăm vậy anh? Hoàn cảnh của cô ấy tội nghiệp lắm. Có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Linh à, anh xin lỗi em nghe, vì hôm nay đã để cho em chờ đợi. Em không sao, anh bận công việc mà. Anh hỏi thiệt, em có yêu anh thật lòng? Sao anh lại hỏi như vậy? Không tin em hay sao? Tất nhiên là anh tin em rồi. Hãy
Đi đâu mà sao không báo cho mình biết? Có gì không anh? Ông Thành gửi cho cô Linh. Dạ. Ông Thành nhờ tôi chuyển thư này cho cô. Cô hãy đi theo chú hai về thành phố. Tôi có việc nên không thể ở bên cô. Chào cô. Tái lúc có việc phải yêu anh là sai. Nước mắt đã nhiều hơn nước mưa. Lòng em lạnh như giá băng. Vẫn nhớ những phút đắm say. Vẫn nhớ lúc ta gần nhau. Những lúc thiếu vắng muộn phiền. Ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người ơi cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng con tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ, một tình yêu không vương muộn phiền là tình yêu không mang niềm đau. Ủa, chị không nhận ra tôi sao? Tôi là Bảy, người ở đối diện nhà chị nè. Xin lỗi chị, hôm nay thấy chị đẹp quá. Thì hôm qua tôi cũng mới đi đổi kiểu tóc cho đẹp đó mà. Già rồi, không lo cho bản thân, đến khi nào mới lo hả chị? Tôi thì bây giờ có chăm lo cho mình đi nữa, có ai quan tâm tới đâu. Lớn tuổi rồi, sống lo cho con cái là tôi thấy vui và đầy đủ lắm rồi. Mình cũng vất vả, khổ cực nuôi tụi nó rồi. Bây giờ phải tới lúc hưởng thụ chứ chị. Chị Tám kìa. Mấy chị cũng đi chợ hả? Chị Tám cũng đi chợ nấu cơm cho gia đình hả? Dạ. Con dâu chị đâu mà không đi, để hôm nay chị phải đi chợ vậy. Thôi đừng có nhắc tụi nó nữa. Tụi nó đâu phải như tụi mình ngày xưa mà hầu hạ mẹ chồng chứ. Như chị Phương đây chứ gì. Bây giờ hả? Chỉ còn phải lo ngược lại cho vợ chồng tụi nó nữa. Thì tại tụi nhỏ bây giờ cũng phải đi làm, nhiều khi tới tối khuya tới mệt mới về. Mình rảnh không lo cho tụi nó thì ai lo cho tụi nó bây giờ? Chị nói vậy cũng không có sai. Mình lo cho tụi nó quá rồi, cũng được đằng chân lên đằng đầu. Thì mình thương con trai và cháu nội thì mình phải làm thôi. Không đâu, tại con trai nó thương và lo cho tôi. Nó không để cho con dâu làm chuyện bậy gì đó với tôi đâu. Thôi trễ rồi, để tôi đi chợ nha. Bữa nào gặp tâm sự tiếp. Dạ. Dạ. Thôi xin phép chị tôi về. Dạ. Chào chị, tôi đi chợ đây. Dạ.
con đi công tác sao rồi? Nhìn con có vẻ mệt mỏi quá vậy. Trán còn nóng quá. Công việc thì nó quan trọng, nhưng mà con phải nhớ sức khỏe là cái quan trọng nhất, nghe. Con không sao đâu, nằm nghỉ một chút là khỏe liền mà. Ừ, thôi cô nằm nghỉ đi ha. Dạ. Lau mặt đi cho nó khỏe. Mấy ngày con đi, ba có ăn uống đàng hoàng không? Con yên tâm, ba phải ăn để mà sống. Còn lo cho con gái của ba nữa chứ. Con thấy trong người con khỏe chưa? Dạ, con khỏe rồi, ba đi nghỉ sớm đi. Ừ. À, hay là ba đi pha cho con ly sữa nghe. Dạ thôi, ba để chút nữa, con tự pha được rồi. Bây giờ con chưa muốn uống. Vậy thôi, con nằm nghỉ đi. Chừng nào vậy thì nhớ pha sữa uống nghe chứ con. Nghe. Người ơi, cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng con tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như ngày thơ. Một anh lúc nào cũng chọc em làm sao đó, ngon như nhà hàng được chứ. Anh nói thiệt mà, ngon lắm. Không mang niềm đời. Alo, anh Bình hả? Dạ, em đang viết bài, sắp xong rồi. Chừng nào xong em mail cho anh nha. Dạ, em ráng viết nhanh, chào anh. Mẹ, để con đem giúp mẹ vô bếp. Ừ.
Mình lo cho tụi nó quá rồi, không được đặt chân lên đằng đầu. Thì mình thương con trai và cháu nội thì mình phải làm thôi. Không đâu, tại con trai nó thương và lo cho tôi, nó không để cho con dâu làm chuyện bậy gì đối với tôi đâu. Cha, bữa nay mẹ mua mực tươi và ngon quá. Nè, bây giờ mẹ có việc qua bên nhà bác Tám một chút, con ở nhà nấu ăn nha. Mẹ, nhưng mà con... Không lẽ lâu lâu mẹ nhờ giúp mẹ không được sao? Dạ. Alo, dạ em sắp xong rồi, em sẽ mail cho anh liền nha. Dạ. Chà, hôm nay vợ anh giỏi quá ha. Nấu ăn nữa hả? Em có sao không? Có chuyện gì vậy? Em xin lỗi, em thật là vô dụng. Em không biết nấu ăn, em không biết phải làm sao nữa, không biết bắt đầu từ đâu. Thôi, sao trán em nóng quá vậy? Em bị sốt hả? Thôi, em lên phòng nằm nghỉ đi, để đây anh lo cho nha. Anh lấy giùm em cái laptop vô phòng nha. Thôi, em mệt như vậy mà còn làm việc gì nữa. Nghe lời của anh, vô phòng nằm nghỉ đi. Không được, sáng mai phải ra bài gấp cho ông tổng rồi, để còn kịp sắp trang in. Anh lấy giùm em nhanh đi. Thôi được rồi, em vô phòng nằm nghỉ trước đi, anh sẽ đem vô liền cho nha. Em thấy sao rồi? Em uống thuốc chưa? Em uống thuốc rồi. Bây giờ em mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy thì em ngủ đi nha. Anh đã nấu cơm giùm em xong hết rồi đó. Khi nào mà đói cứ nói anh, anh sẽ đem vô cho. Cảm ơn anh. Anh có nấu cháo cho em nữa. Thôi em ngủ đi. Dạ.
con trai. Sao? Dạ. Hôm nay con trai thấy mẹ có gì lạ không? Nè, tóc nè. Thấy sao? Mẹ làm kiểu này đẹp không? Dạ đẹp. Ai dẫn mẹ đi làm vậy? Bác Tám đó. Bác Tám dẫn mẹ đi làm tóc. Bác Tám nói là cái tiệm này làm tóc đẹp lắm. Mẹ mới làm thử nè. Tiệm đông thiệt đó con. Làm tới giờ này mới xong nè. Mẹ. Tối rồi mẹ con mình ăn cơm đi rồi nghỉ sớm. Mai con còn đi làm nữa. Dạ. Dạ. Con này nó cũng khéo tay thiệt nha. Như vậy mai mốt mẹ yên tâm giao việc bếp nút cho nó rồi đó. Mẹ. Đây. Nè. Ủa Tân. Dạ. Vợ con ra sao không ra ăn cơm? Vợ con bị mệt, nằm nghỉ trên phòng một chút. Mệt hả? Hay là tại giận mẹ? Mẹ nhờ nó nấu cơm. Không có đâu mẹ. Vợ con bị bệnh thiệt đó. Mẹ nè. Mai mốt á, mẹ nấu cơm giùm tụi con nha. Chứ vợ con đi làm về tối cũng mệt lắm. Ha mẹ. Được rồi. Lần sau á, mẹ không nhờ vợ con nấu ăn nữa. Cảm ơn mẹ nhiều. Nè mẹ. Alo, chị Hương hả? Dạ, em đã cho chuyển số hàng sang công ty chị rồi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới đó chị. Dạ, không có gì, em chào chị. Em hỏi giùm chị, số hàng bên công ty Toàn Phát đặt hàng đã ráp tới đâu rồi? Dạ xong rồi ạ. Alo, anh Lý hả? Dạ, số hàng anh đặt đã xong rồi. Chắc khoảng 2 tiếng nữa sẽ có người chuyển sang bên công ty anh ngay. Dạ không có gì, tụi mình là bạn bè mà. Dạ em chào anh. Sao, làm bà chủ lớn nên mệt phải không? Mệt như mày tao cũng ham. Ừ, ham đi rồi chết. Tao đang chết đói đây nè. Mà sao hôm nay rảnh rỗi ghé ngang đây vậy? Đang tìm đề tài để viết. Thấy nhớ mày quá, qua đây rủ mày đi ăn cơm trưa. Có thiệt không đó? Ông xã mày đâu, sao không đi ăn với ổng mà lại nhớ tới con bạn già này? Bộ lâu lâu nhớ mày không được sao con quỷ? Bên công ty anh Tân dạo này nhiều việc lắm. Nhiều khi anh đi làm tới tối mệt mới về. Tao cũng thấy thương ảnh nữa. Mà sao mày không nhờ anh Khoa giảm bớt công việc cho chồng mày đi? Ủa, lâu rồi mày không gặp ông Khoa hả? Dạo này không biết mắc chứng gì á mà ổng lao vào công việc điên cuồng luôn. Nhìn ổng tàn tạ lắm.
mày không thấy thương mới lạ đó. Mà thôi, nhắc tới mấy ổng làm gì nữa. Mình đi ăn cơm đi, tao đói quá rồi nè. Ừ, đi, tao cũng đói lắm rồi nè. Đi thôi. Vậy mẹ chồng mày thật sự không thích mày hả? Tao cũng không dám chắc nữa. Nhưng hình như mọi việc tao làm khó lòng bà chấp nhận. Tao cũng đồng tình với mẹ chồng mày. Những việc mày làm thường khó mà chấp nhận được. Con quỷ, mày dám chọc tao nữa. Tao đang đầu thúi ruột, không biết phải sống sao cho hòa hợp với mẹ chồng nè. Ở đó còn chọc với ghẹo nữa. Thì tao chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ tao chỉ cho mày cách này nha. Nhờ cố vấn chuyên môn chỉ dạy cho. Ai? Thì bác gái đó. Ồ ha, vậy mà tao lại không nhớ ra. Đúng là khờ thiệt. Cảm ơn mày nhắc tao nha. À, còn chuyện của mày với ông Thành, bộ chấm dứt luôn rồi hả? Biết sao được. Từ đó tới giờ tao đâu còn liên lạc được với ông nữa đâu. Thôi kệ, coi như tao xui đi nên mới gặp ông như vậy. Nhưng tao cũng thật sự không hiểu ông nghĩ gì. Đang vui vẻ với nhau như vậy thì ông mới đòi chia tay. Chiếu tướng nè. Hay quá nè. Hôm nay bà làm gì mà vui vậy? Vừa đánh cờ vừa cười một mình. Lúc nãy có một cậu tới đây tìm con, nhưng mà không gặp con. Rồi thấy ba đang ngồi nghiên cứu cái bàn cờ nè. Trời ơi, anh ta mới đề nghị ba với anh ta chơi. Chỉ cho ba nhiều chiêu lắm. Ai vậy ba? Thôi chết rồi, ngồi chơi lâu như vậy mà ba quên hỏi tên cậu ta rồi. Để ba cố nhớ lại coi ta. Nhưng mà con đừng lo, cậu ấy nói là sẽ quay trở lại. Ai vậy ta? Nhưng ba ở nhà cũng nên cẩn thận, đừng cho người lạ vô nhà. Con yên tâm, ba biết phải làm sao để mà tự chăm sóc mình mà. Nhưng mà nói thiệt với con nghe, cái cậu hồi chiều á, nhìn thiệt là dễ thương luôn vậy đó. Ba thấy được nên ba mới cho vô nhà đó chứ. Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi vậy ba? Cậu ta khoảng chừng 30 ba mấy gì đó, mà ăn mặc lịch lãm lắm. Ngày mai ông Kỳ ông sẽ biết tay ba. Ba có nhiều chiêu để mà hạ ổng lắm. Ai vậy ta? Ai mà có thể, ai mà có thể làm cho ba mình khó chịu, lại trở nên yêu đời như vậy? Cảm ơn anh chị. Dạ. Nếu có dịp mời anh chị ghé lại. Chào chị. Không dạ chào.
Chị Linh ơi, có người gửi tặng món quà này cho chị. Em có biết ai gửi món quà này không? Dạ, người đó ngoài cửa công ty à. Cảm ơn em. Dạ. Cô lên xe. Nước này bắt đi như vậy. Đập pháo chiếu đầu, mã đâm ngang, xe thọc chiếu. À, thì ra là vậy. Hèn chi cha kỳ á, chả thắng bác, chả ăn bác cái trận vừa rồi ta nói bác tức cành hông luôn vậy đó. Dạ. Không sao, từ từ con còn nhiều chiêu lắm. Bác cứ yên tâm, trước sau gì bác Kỳ cũng thua bác thôi. Đúng rồi. Dạ. Bình thường cha đó tự đắc lắm nghe. Nhưng mà không ngờ hôm qua bác đi một cái nước cờ mà con mới chỉ bác đó. Dạ. Ta nói mặt mày chả xanh lè luôn vậy đó. Vậy hả? Chả không còn biết phải đi cái đường nào hết. Dạ. Trơn á. Bác ăn bánh đi. Bánh này mẹ con mang từ quê lên đó. Ờ. Ừ. Nè, ăn đi. Dạ. Ừ. Chà, bánh ngon quá. Dạ. Bánh này mẫu với trà xanh của bác là không chê vô đâu được hết á. Dạ đúng đó bác. Trà xanh của bác uống ngon lắm. Ừ. Con thích trà xanh lắm nhưng không có thời gian để nấu. Thì đúng vậy rồi. Con trai thì phải lo cái chuyện lớn lao. Còn cái chuyện nấu nướng này phải để con gái nó làm thì mới phải đạo. Dạ. Con biết không? Dạ. Con gái của bác á, nó mà nấu trà này á, thì cực kỳ ngon. Vậy hả bác? Cô ấy còn biết nấu ăn nữa hả bác? Chuyện đó dĩ nhiên rồi. Từ cái lúc mà mẹ nó mất á, một tay nó lo cho bác hết. Từ cái chuyện ăn uống cho tới cuộc sống. Thiệt tình, tội nghiệp con nhỏ hết sức. À, mà con với con lên nhà bác không có duyên thì phải. Hôm trước á, nó ngồi ở nhà đợi á, thì không thấy con tới. Ờ, cũng như hôm nay nè, từ sáng giờ nó ngồi nó đợi mà không thấy con đến. Nó mới vừa nhận được điện thoại công ty thì nó đi liền. Nó vừa đi được một chút thì con tới đó chứ. Đúng là không có duyên thiệt. À, nhưng mà cũng nhờ vậy mà con quen được với bác. Ừ. Đúng vậy rồi. Không gặp con gái bác á thì gặp bác cũng được. Đúng không? Dạ đúng. Bác thấy hình như bác với con có duyên với nhau thì phải. Nhưng mà không sao,
Đến khi nào con chỉ cho bác hết mấy cái nước cờ này á, thì chắc cũng có cơ hội gặp được con gái bác, đúng không? Dạ đúng. Tôi đến đây để nghe anh giải thích tại sao anh bỏ tôi cả tháng trời không liên lạc gì cả. Bây giờ đây anh lại xuất hiện, và thái độ của anh như rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngồi đi. Anh vừa mới tìm lại được người cha mà anh căm hận từ bấy lâu nay. Người đã làm cho mẹ anh đau lòng đến độ phải ho ra máu mà chết. Ông ta đã bỏ mẹ con anh đi biển biệt, cho đến bây giờ mới gặp mặt lại. Khi đối mặt với ông ấy, trong lòng anh dâng lên một nỗi căm giận. Anh hận ông ta đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ khi gặp lại, biết ông ta đã bị ung thư, thời kỳ cuối. Nhìn ông ấy nằm trên giường bệnh, xanh xao, gầy gò, tiều tụy, đến đầu anh không còn nhận ra đó là người cha ích kỷ của anh ngày nào. Không hiểu sao lúc đó lòng căm giận biến mất. Thay vào đó, một tình thân lại nổi lên trong lòng anh. Anh sợ, anh sợ cha anh lại ra đi một lần nữa. Anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh từng tuổi này mà cha của anh còn sống là một điều rất rất may mắn rồi. Mọi lỗi lầm của ông ấy anh hãy nên bỏ qua. Dù gì thì ông ấy cũng là cha của anh. Anh xin lỗi vì đã gọi em đến đây. Nhưng thực sự trong lúc này, anh không còn ai khác ngoài em cả. Lần sau anh muốn gặp em, hãy gọi em một tiếng, em sẽ tới ngay.
Cá này thì anh phải nhúng đều bột thì chiên mới ngon. Yên tâm, bác trai đã chỉ anh như vậy rồi. Mà sao anh lại ở trong nhà của em? Đây là anh chàng mà ba thường hay nhắc với con đó. Đây là anh Tiến mà ba hay nói đó hả? Đúng rồi, đây là anh Tiến mà ba hay nói với con đó. Kiếm chứ không phải Tiến. Tại ba quên. Có chuyện khác được kìa. Thôi anh nghỉ đi, em làm cho. Em làm gì em nhìn anh dữ vậy? Không hiểu tại sao anh lại lấy lòng được ba của em. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà em làm anh không biết. Là em hỏi anh chuyện gì nữa chứ? Chuyện gì là chuyện gì? Em biết anh làm nghề gì rồi chứ? Anh là một trinh sát. Ok, em đã có câu trả lời chính xác. Ý anh là anh có thể hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, nên việc tiếp cận với đối tượng là chuyện quá dễ, đúng không? Em rất sắc sảo khi nhận xét vấn đề. Vậy hả? Cho nên anh mới tìm cách dụ dỗ ba em. Dạo này mẹ nhìn con xanh xao quá. Chắc con làm dâu bên đó cực khổ lắm. Anh Tân đối xử với con rất là tốt. Mẹ chồng và ảnh thương con lắm. Vậy sao mẹ nhìn thấy con hình như đang lo điều gì á? Đâu có đâu. Tại mẹ chồng muốn con phụ bà nấu ăn. Mà mẹ biết rồi đó, cái gì cũng được, đụng tới ba cái khoản đó con đâu có giỏi đâu. Hay là hôm nào con phải nấu ăn á, con điện thoại cho mẹ. Mẹ sẽ nấu sẵn. Rồi khi nào con đi làm về, con ghé qua con xách về nhà là được. Con thấy hay á, con cảm ơn mẹ nha. Mẹ không giúp con gái mình thì mẹ giúp ai bây giờ? Dĩ nhiên rồi, mẹ cưng con gái mẹ nhất trên đời mà, phải không? Nhưng mà con cũng phải học nấu ăn đi là vừa. Nói gì thì nói, phụ nữ là phải biết nấu ăn ngon. Đó là bí quyết giữ chồng đó con. Con biết, nhưng mà công việc của con giờ giấc thì không ổn định. Với lại việc nấu ăn rất là mất thời gian. Phải lên thực đơn nè, dậy thật sớm để đi chợ, rồi phải tới cơ quan nữa. Con không biết sắp xếp làm sao. Thì phải chấp nhận thôi con. Ngày xưa mẹ lấy ba con cũng vậy, phải vất vả lắm mới chu toàn được mọi việc. Ừ.
Càng nghĩ con càng thấy thương mẹ. Lúc trước ở nhà có bao giờ nghĩ nấu cho mẹ món gì đâu. Bây giờ về làm dâu người ta phải lo đủ thứ. Ngon thiệt ta ơi. Công nhận á, bà Bảy này á chỉ công thức nấu món canh súp Hàn Quốc đặc biệt thiệt. Chiều nay thằng Tân về á, ăn được món canh này thế nào nó cũng khen ngon hả. Nhưng mà cảm giác thiếu thiếu cái gì á. Miếng bột ngọt nữa. Alo. Alo, mẹ hả? Tân hả? Dạ, con đây. Có gì không con? Nè, sao giờ này con chưa về? Dạ, hôm nay con ăn cơm bên nhà Huệ. Hả? Nên con không về nhà ăn cơm được. Mẹ khỏi chờ con nghe. Đâu được đâu, ở nhà mẹ mới nấu món. Mẹ à, nhưng mà ba má của Huệ muốn gặp con. Ờ. Mẹ đừng buồn con nghe. Vậy hả mẹ? Ờ. Vậy mẹ cứ ăn cơm trước đi, rồi có gì con sẽ gọi cho mẹ sao? Thôi được rồi. Mình thương con, bỏ công cả buổi trời đổi món ăn cho nó, ai dè chỉ cần một cuộc điện thoại của con vợ nó thôi, gọi biểu nó làm cái gì nó làm ngay à. Thua. Để đó lát photo. Huệ, vô đây anh nhờ chút việc. Dạ. Ê, mấy bà nghĩ coi, lần này á, sếp lại giao việc gì cho bà Huệ nữa đây? Thôi, lo làm việc đi, bị la bây giờ đó. Thì chắc cũng là mấy tin tức quan trọng thôi, bà bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi mà. Mấy em mà muốn nổi tiếng như người ta, thì lao vào nguy hiểm mà viết bài đi, cứ ngồi đó mà nói xấu hoài, làm sao mà nổi tiếng được. Chị Hà em nói thiệt chứ có nói xấu ai đâu. Thôi, lo làm việc đi, ở đó lòng vòng hoài. Em cầm lấy và coi thử xem. Sáng nay em nhận được lá thư này. Trong thư là lời kêu cứu của một cô gái. Nạn nhân cầm lá thư này đến tận đây cho anh. Trong thư cô ta nói là cô ta đang mang thai và cô ta đang bị người ta uy hiếp để bắt đứa bé đó. Vậy bây giờ anh muốn em làm gì? Anh muốn em tiếp xúc với cô gái này qua địa chỉ ghi trên bì thư. Tìm hiểu kỹ và xem coi có chuyện gì. Và viết một bài về tình trạng này cho anh. Dạ, em sẽ cố gắng viết sớm. Ừ. Em làm việc thì anh yên tâm rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc tiếp đi. Anh không phiền em nữa. Chị Huệ, lần này sếp giao cho chị đề tài gì vậy? À, không có gì. Có một cô gái đang mang thai và bị uy hiếp, gửi thư về tòa soạn nhờ giúp đỡ. Ông tổng kêu chị đi gặp coi sao. À, vậy hả? Chúc chị thành công nha. Cảm ơn. Dạ. Đó, bà thấy những điều tôi nói có đúng không? Nó lấy con trai của mình về, rồi cướp luôn con trai của mình từ từ thôi mà. Tôi thì không ngờ, nó thường xuyên kiếm cớ ăn ngoài để khỏi phải nấu cơm nhà. Hôm nào tôi cũng phải nấu cơm, rồi phải ăn một mình nữa chứ. Mấy bà thấy không? Sống với con á mà phải ăn một mình hoài như vậy thì thà trước đây tôi sống với quê còn sướng hơn. Thôi bà đừng có buồn nữa, bà cứ gặp thẳng con dâu của bà nói ý định của bà là bà muốn nó làm theo ý bà đi. Ờ đúng rồi đó. Dù gì con dâu chị cũng mới, nó không dám cãi lời chị đâu. Vài bữa nữa
chị giấu bộ bệnh cho nó làm coi làm sao. Ừ, tôi thấy dùng cách này được nha. Con trai của mình không nói gì được mình, mà con dâu của mình nó cũng nghe lời mình luôn. Tôi thấy là cách này cũng được. Đúng là phải dạy lại tụi nó. Không thôi riết rồi tụi nó coi tôi chẳng ra cái gì hết á. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vậy á. Vì tương lai của chúng ta, mình phải dạy lại các con dâu của mình thôi. Cái này bán sao chị? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ơi, trời sao mệt quá. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ, mẹ thấy hôm nay trong người của mẹ rất là mệt. Mệt quá con ơi. Trời, mẹ, mẹ chắc có... con nấu cơm giặt đồ giùm mẹ được không con? Ừ. Mẹ có cần đi bác sĩ nha. Khỏi con ơi. Mẹ không sao đâu. Mẹ nằm nghỉ chút xíu là mẹ khỏe liền à. Để con nói anh Tân đưa mẹ đi khám bệnh. Khỏi con. Mẹ nói rồi, mẹ nằm nghỉ chút xíu, chiều mẹ còn phải nấu cơm chiều nữa mà. Việc nhà mẹ để con lo, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Ít ra cũng phải vậy chứ. Đi đâu không biết nữa. Muốn nhờ chút việc cũng không xong. Đi siêu thị mua ít đồ ăn về để chuẩn bị bữa tối. Biết vậy, mình tự mình làm việc nhà cho rồi. Tự nhiên giả bộ bệnh chi? Rồi bây giờ giả nằm trên giường hoài, mệt quá. Để coi cô con dâu này làm việc nhà như thế nào đây. Trời đất ơi, thiệt tình. Làm đâu bỏ đó là sao vậy trời? Trời ơi, làm ăn kiểu gì mà nước văng tùm lum không biết nữa. Thank you.
Trời ơi, áo quần mà không bỏ trong máy giặt, bỏ bừa bãi trên cái ghế à. Cái gì mà áo trắng để chung với áo màu thì làm sao mà giặt được không biết nữa. Thiệt tình, con dâu của tôi nó tệ quá. Biết vậy, tự làm việc nhà cho rồi. Để nhờ nó làm gì? Bây giờ đi theo sao hầu nó, dọn dẹp còn mệt hơn nữa. Dạ con chào bác. Dạ, cậu tìm ai? Dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Kim Huệ không à? Dạ phải. Nó đi vắng rồi, cậu tìm nó có chuyện gì không? Dạ thưa bác, con là nhân viên của công ty điện máy. Dạ cô Huệ có đặt mua chiếc máy này và bây giờ con mang hàng tới. Máy gì vậy cậu? Dạ là máy nước nóng. Dạ. Dạ bác vô lòng ký vào đây giùm con, là hàng đã giao. Dạ. Ký đâu cậu? Dạ ký đây nào bác. Rồi. Đây nè bác. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Cảm ơn cậu. Dạ thưa bác con đi. Dạ. Cậu ơi cậu. Ơi cậu. Trời ơi chị Tình, quên nhờ nó bưng vô giùm cho mình. Không sao. Trời, chết cái lưng của tôi rồi. Ê, em đi đâu mà xách đồ nhiều vậy? Hôm nay mẹ bị bệnh nên nhà em nấu ăn giùm. Mẹ bị sao vậy em? Có nặng lắm không? Em cũng không biết. Em thấy trán mẹ không có nóng, nhưng mẹ cứ nằm hoài, không biết có sao không nữa. Sao em không đưa mẹ đi bác sĩ giùm anh? Người lớn tuổi rồi bị cảm cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em cũng đã khuyên mẹ rồi mà mẹ không chịu nghe, em biết làm sao bây giờ. Anh. Ừ? Em mới mua một cái máy nước nóng lạnh để ở nhà cho tiện việc pha trà uống nước. Ừ, nếu em thấy cần thiết thì cứ việc mua. Nè. Mẹ sao vậy? Em cũng không biết, lúc nãy mẹ đâu có sao đâu. Mẹ bị cái gì vậy? Đứng lên đi. Mẹ, ui cái lưng của mẹ đau quá. Mẹ đau quá. Em, cô anh đưa mẹ vô bệnh viện đi. Đừng khó. Ba em đã hỏi rồi, mẹ chỉ bị trật gân vùng lưng thôi. Bây giờ đang được băng bó để tránh cử động nhiều. Em cũng nhờ ba cho mẹ khám tổng quát luôn rồi. Mẹ thiệt tình, em nói mẹ đi khám cỡ nào mẹ cũng không chịu nghe. Bây giờ thì lại ra nông nổi như vậy. Nếu như em không mua cái máy nước nóng đó thì đâu có chuyện gì xảy ra. Em đâu có ngờ sự việc là như vậy. Em nghĩ mua cái máy đó để tiện việc uống nước trong gia đình thôi. Ừ.
Anh xin lỗi em. Anh vì lo cho mẹ mà anh không bình tĩnh. Anh chưa bao giờ nổi nóng với em như vậy. Em cũng nên hiểu cho anh. Anh chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Bất cứ điều gì tổn thương đến mẹ, anh đều không thể chấp nhận được. Em làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ tới mẹ thôi. Anh sẽ không bao giờ lặp lại điều này. Em đừng giận anh nha. Sao rồi ba? Chào ba. Con và Huệ theo ba vô phòng. Đi anh. Ba, mẹ con có chuyện gì không ba? Con nghe Huệ nói là mẹ con chỉ bị trật cơ lưng thôi phải không ba? Theo kết quả khám tổng quát thì trong gan của mẹ con có xuất hiện một khối u lạ. Vậy mẹ con có sao không ba? Hiện giờ thì cũng không thể khẳng định được điều gì cả. Mẹ con cần phải xét nghiệm để xem coi khối u này là lành hay là u ác tính, rồi sau đó sẽ tính tiếp. Dạ, con hiểu. Ủa, mẹ? Mẹ làm gì vậy? Mẹ cần cái gì á, cứ nói con. Bác sĩ dặn con là mẹ không được cử động nhiều. Mẹ không sao hết. Con yên tâm đi. Dạ. Chuyện khối u của mẹ, con yên tâm. Mẹ chấp nhận đợt xét nghiệm này. Chưa chắc gì đã là khối u ác tính. Đúng không con? Dạ. Mẹ đã nói rồi. Con yên tâm đi. Thôi, bây giờ mẹ buồn ngủ rồi. Mẹ phải đi ngủ để có sức làm xét nghiệm nữa. Thôi, mẹ nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Cả đêm qua mẹ chưa có chợp mắt một chút xíu nào hết. Con đi nha. Con nè, con yên tâm đi. Mẹ nằm nghỉ mấy ngày là hết đau liền. Con đừng có lo lắng gì cả. Con cũng đi nghỉ ngơi chút đi. Cả đêm qua thức trắng rồi, giữ sức mà còn đi làm nữa. Dạ con biết mà. Huệ à, anh thấy mình có lỗi với mẹ quá. Ngày đem mẹ lên đây nói là để chăm sóc mẹ, không ngờ mẹ toàn là lo cho mình không à. Em tin mẹ sẽ không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng. Em cũng có lỗi một phần. Đáng lẽ em phải gánh vác cùng anh chuyện chăm sóc mẹ. Nhưng mà... Anh không có trách em đâu. Chỉ thương mẹ cả đời cực khổ vậy. Nếu mẹ có mệnh hệ nào, anh đừng hận. Anh đừng nói vậy. Em nghĩ khối u đó chắc chắn là lành tính. Em tin là như vậy. Thank you.
Linh, sao mày lại ở đây? Ba anh Thành mới vừa cấp cứu sáng nay, mà mày và anh Tân sao lại ở đây? Mẹ anh vừa mới nhập viện chiều nay nè. Bác có sao không anh? Cũng chưa biết sao nữa, anh đang chờ kết quả. Lát có gì em ghé thăm bác sao? Ừ, mày có việc gấp thì đi đi. Lát gặp lại nha. Bye bye. Trời cũng đã khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm nữa, còn mẹ đến lo cho. Sáng mai để em vô tòa soạn xin nghỉ phép vài bữa, vô đây thay anh chăm sóc mẹ. Em thấy anh mệt mỏi lắm rồi. Thôi không được đâu, ngày mai em còn phải đi làm nữa, ở lại đây không có tiện đâu. Anh đã xin công ty nghỉ phép vài ngày rồi, em cứ về đi. Mày đi đâu vậy? Tao định về qua chào mày một tiếng. Sẵn coi bác ra sao rồi. Mày vào đây. Ủa, em và Huệ mới tới hả? Dạ. Sao phòng tối om vậy anh? À, anh tắt đèn cho ba dễ ngủ. Mày ngồi xuống đi. Bác đã uống thuốc chưa anh? À, bác sĩ nói tình trạng của bác sao rồi? Bác sĩ nói đã khỏe, hai ngày nữa có thể xuất viện. Ba vừa mới uống thuốc xong, hiện giờ thì đang... Em mua cái gì vậy? Em mua cháo. Chừng nào bác ngủ dậy thì ăn, vậy là yên tâm rồi. Mẹ anh Tân sao rồi? Không hiểu tại sao lại mắc cái bệnh quái ác đó. Chắc phải nằm thêm vài ngày nữa để bác sĩ theo dõi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Lát nữa tao qua thăm bác. Vậy thôi tao về trước nha. Em chào anh. Anh đói bụng chưa? Em mua cái gì cho anh ăn nha. Anh cứ như vậy thì làm sao có sức khỏe mà lo cho ba anh? Có chuyện gì vậy? Anh lo buồn chuyện gì? Ba anh đã không sao rồi mà. Em xin lỗi. Em không muốn nhìn thấy anh phải buồn bã như vậy. Anh có biết là em nhìn thấy anh như vậy, em đau lòng lắm không?
Em có muốn biết tình cảm thân của anh lúc này như thế nào? Em hiểu. Anh không thể nhẫn tâm, bởi vì dù sao bác ấy cũng là chồng của mẹ anh. Anh căm thù con người ấy, nhưng anh cũng không nỡ nhìn thấy ông đang chết dần chết mòn trong cảnh nghèo khổ. Không hiểu sao khi nhìn thấy ông đang thoi thớt thì những hình ảnh rất hiếm khi ông ấy vui đùa mua đồ chơi cho anh từ thuở nhỏ lại hiện về. Cả đời ông ta đã làm khổ mẹ anh, ông ta có xứng đáng nhận được sự chăm sóc của anh không? Anh cảm thấy mình có lỗi với mẹ nhiều quá. Em nghĩ bác ấy đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Tha thứ cũng làm cho lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn. Biết đâu mẹ anh sẽ vui về hành động của anh trong lúc này. Nhanh thôi mà, mẹ không sao đâu. Mẹ. Xong rồi, mẹ không sao đâu, con đừng có lo. Khi nào có kết quả, ba của con sẽ báo cho mẹ biết. Con chắc chắn mẹ sẽ không sao đâu. Tân đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Dạ. Về nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn. Dạ. Chị về nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng có suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng rồi, phải khỏe để sống lâu, mà lo cho cháu nội nữa chứ. Dạ. Yeah. Nè. Bà xã đảm đang của anh đang nấu món gì vậy? Cho anh ăn thử coi. Em nấu súp cho mẹ đó, anh dám ăn thử trước không? Thôi, nếu mà em nấu cho mẹ thì anh không dám đâu. Chỉ khi nào mẹ và em cho phép thì anh mới dám. Thiệt không? Thiệt. Nếu thiệt thì ra ngoài sân phụ em lấy đồ đi, em đang bận. Thôi, anh không chịu đâu. Trừ khi nào em đồng ý, hứa với anh một điều thì anh mới chịu. Anh muốn em hứa cái gì? Thì đó đó. Được rồi, nhiều đó thôi, phụ em đi. Em hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. Em ơi, mẹ tới nè em. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Hỏi vậy là sao? Mẹ đi thăm chị Xu chứ đi đâu? Em ở đây nói chuyện với mẹ, để anh vô mời mẹ anh ra nha. Thôi, để mẹ con nghỉ, để mẹ vô. Dạ không sao đâu mẹ, nằm một chỗ hoài cũng không tốt đâu. Nha em. Dạ. Mẹ đi taxi hả? Sao mẹ không kêu con Hen Tân qua đón mẹ? Bậy bạ, đi thăm chị Xu mà bắt con rể đón thì còn ý nghĩa gì nữa? Con đang làm gì đó? Con đang nấu súp cho mẹ anh Tân. Được không đó? Cũng tạm tạm, nhờ mẹ đó. Dạ, chào chị. Chào chị khỏe không? Dạ cũng đỡ rồi chị. Tụi nó cứ bắt tôi nằm hoài, không cho làm gì hết á. Tay chân ở không, chán muốn chết luôn vậy đó. Chị còn mệt thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Việc gì đã có hai đứa nó lo, phải tập cho tụi nó làm, chứ chị dành hết sao được. Anh vô lấy đồ giùm em nha. Mẹ ngồi chơi ha, cô xuống bếp một chút. Mời chị ngồi. Dạ. Làm phiền chị quá à. Tôi có bệnh nặng nề gì đâu mà chị phải đi thăm. Mời chị. Dạ. Đáng lẽ mấy bữa chị nằm viện tôi phải vô thăm, nhưng nhà không có ai, không biết làm sao. May nhờ có ba con Huệ nên tôi cũng đỡ ngại. Có gì đâu mà ngại chị. Tụi nó cũng chạy đi chạy về, có gì á là nó báo liền. Cũng may là có anh Xui, cho nên mọi việc cũng nhanh gọn. Dạ.
Hôm nay á, chị phải ở lại đây để dùng bữa cơm gia đình nghe. Cảm ơn chị. Thôi hẹn bữa khác hai vợ chồng tôi qua luôn thể. Bây giờ tôi phải về lo cơm nước cho ổng. Dạ. Chắc ổng về rồi đó. Vậy thì thôi, tôi không ép chị. Nhưng mà lần sau á, chị không được từ chối đó. Nhất định vậy đi. Dạ. Để con đưa mẹ về nha. Thôi khỏi con, mẹ đón taxi về được rồi. Đâu có được chị. Huệ, con kêu Tân á, đưa mẹ con về đi. Thôi xin phép chị tôi về. Dạ. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Tân, con đưa chị Xui về bên nhà giùm cho mẹ đi. Đã nói là khỏi rồi mà. Con ở nhà lo cho chị Xui đi. Mẹ đón taxi về được rồi. Cho để con đưa mẹ về. Chị đừng có bận tâm. Làm như vậy mai mốt sao tôi dám qua chơi nữa. Thôi tôi không dám cản chị. Em đưa mẹ ra đón taxi nha. Anh lo cho mẹ giùm em. Đi mẹ. Chị Xui về. Dạ. Người đâu mà hiền lành dễ chịu quá à. Thôi, mẹ vô ăn miếng cháo đi rồi mẹ uống thuốc nha. Từ ngày đám cưới con tới nay mới được gặp mẹ chồng con. Mẹ chồng con cũng vui tính quá. Mẹ chồng con hiền lắm, không như mẹ nghĩ lúc trước đâu. Tại mẹ chồng con căng thẳng với mẹ, chứ mẹ đâu có muốn vậy đâu. Lúc đó nghĩ lại con thấy mắc cười quá. Không ngờ bây giờ lại là Suya mẹ ha. Thấy như vậy mẹ cũng yên tâm phần nào. Chứ con về nhà chồng mà khó khăn, bụng dạ nào mẹ chịu nổi. Mẹ yên tâm, con gái mẹ lúc nào cũng tốt mà. Taxi. Mẹ về nha. Bữa nào rảnh con về thăm mẹ. À, thôi mẹ về. Con nhớ lo thuốc thang cho mẹ chồng nha. Mẹ yên tâm. Anh, sao nằm đó? Vợ chồng mình đi ăn cơm đi, em đói bụng quá à. Có chuyện gì vậy? Mẹ lại không hài lòng chuyện gì nữa hả? Anh cho mẹ ăn súp chưa? Sao vậy? Nói em nghe coi. Em đang làm chuyện gì vậy? Chuyện gì đâu, em không hiểu. Em trả lời đi. Cái này là cái gì? Em xin lỗi. Em định nói với anh chuyện này từ lâu rồi, mà nhiều việc quá nên em quên. Trước khi em làm chuyện này em phải hỏi ý kiến của anh chứ. Em làm vậy là không tôn trọng anh. Em biết lỗi rồi. Vợ chồng mình có gì từ từ nói chuyện nha. Từ từ là sao? Em giấu anh được chuyện này thì em giấu anh tới chuyện gì nữa hả? Em có coi anh là chồng của em không? Tại em nghĩ vợ chồng mình mới cưới, còn nhiều việc chưa ổn định, nên em muốn từ từ có con. Em nói nghe dễ lắm. Anh thì chấp nhận rồi, nhưng liệu mẹ anh và ba mẹ của em có đồng ý hay không?
Chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng mình, đâu liên quan gì tới người lớn đâu. Em nói vậy mà nghe được. Chỉ vì anh quá yêu và nuông chiều em, thành ra em coi thường anh. Sao anh nói vậy? Em chưa bao giờ có cái ý nghĩ là coi thường anh hết. Anh nghe em giải thích đi ha. Anh không cần. Em cứ dành thời gian lo cho sự nghiệp của em đi. Anh yêu, muốn nói với anh, có phải yêu anh là sai? Nước mắt đã nhiều hơn nước mưa, lòng em lạnh như giá băng, vẫn nhớ những phút đắm say. Vẫn nhớ lúc ta gần nhau, những lúc thiếu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người hỡi, cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng con tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ. Một tình yêu không vươn muộn phiền là tình yêu không mang niềm đau, là tình yêu không mang niềm đau. Vậy là mày bỏ ra đây còn cả buổi tối hả? Còn Huệ thì sao? Huệ làm vậy tao thấy nó cũng có phần ích kỷ, nhưng mà không phải không thể tha thứ được. Tụi mày còn trẻ, có con sớm chưa chắc đã tốt. Mà dù gì cô ấy cũng không nên giấu em. Mẹ em lại rất muốn có cháu, em cũng muốn nữa. Tao thấy Huệ là người phụ nữ rất thông minh. Tao nghĩ là Huệ có cái lý riêng của mình. Sao mày không thử lắng nghe Huệ nói? Có thể Huệ nó chưa sẵn sàng làm mẹ, bởi vì đó là một việc trọng đại đối với người phụ nữ. Thôi, mình là đàn ông, phải bao dung. Cạn ly.
uống xong á thì về với vợ đi. Chắc là quệ đang lo cho mày đó. Chuyện gì cũng vậy, nghĩ thoáng ra thì cũng có hướng giải quyết thôi. Mày thấy tao không? Chừng này tuổi mà vẫn còn độc thân vô tính. Mỗi cái á, có cái sướng cái khổ riêng của nó ha. Phải không? Vô. Anh yêu, muốn nói với anh, có phải yêu anh là sai? Nước mắt đã nhiều hơn nước mưa, lòng em lạnh như giá băng, vẫn nhớ những phút đắm say, vẫn nhớ lúc ta gần nhau, những lúc hiu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người hỡi, cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng trên tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ, một tình yêu không vương muộn phiền, là tình yêu không mang niềm đau. Anh yêu, muốn nói với anh, có phải yêu anh là sai? Nước mắt để nhiều hơn nhiều mưa, lòng biết là tình yêu sẽ bằng vẫn nhớ. Những phút đắm say vẫn nhớ lúc ta gần nhau, những lúc thiếu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người hỡi, cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng trên tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ, một tình yêu không vương muộn phiền, là tình yêu không mang niềm đau, là tình yêu không mang niềm đau.
Tần. Tần, dậy đi con. Sao vậy? Tối hôm qua con sai lắm phải không? Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu mẹ. Tại tối hôm qua công ty của con có tiệc, thành ra uống hơi nhiều một chút. Về trễ sợ vợ con thức, ngủ ở đây luôn cho nó tiện. Có tiệc tùng á hay là việc gì á thì cũng phải vào phòng mà ngủ. Dạ. Thôi con đi tắm đi. Tắm xong rồi vào ăn sáng còn đi làm nữa con. Dạ. Ha. Nè con. Dạ. Sáng nay con có việc quan trọng ở công ty, con đi nha mẹ. Có việc gì mà gấp dữ vậy con? Ừ thôi đi đi kẻo trễ. Anh, hôm nay anh có chuyện gấp lắm, có gì để nói sao? Hai đứa bay sao vậy? Không có gì đâu mẹ. Em xin lỗi, em vô ý quá. Huệ có sao không? Sao mặt mày thất thần dữ vậy? Em không sao. Tại tối qua thức khuya quá nên hơi chóng mặt. Em đi nha. Ừ. Hôm nay có chuyện gấp đó, có gì để nói sao? Chị làm gì mà suy tư vậy? Giờ hồi nào vậy em? Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà. Có gì đâu, em cũng chưa trả lời câu hỏi của chị. Về hồi nào? Vậy chị hôm qua. Dạ. Ủa, bộ chị nhớ em hả? Dạ được rồi, được rồi. Nhớ. Nhớ khủng khiếp. Nhớ quà của em đó. Dạ, em quên rồi. Thì ghét. Alo, xin lỗi, chị có phải là Nụ? Người đã gửi lá thư yêu cầu giúp đỡ và cần sợ mất cuộc sống phải không?